như yên. Để vô coi coi thấy Mega lâu đài ngày xưa Liễu không? như yên. Liễu như yên là sao thế? Thì tên của phản diện trong phim Trung Quốc. Phim nào? Nhiều phim lắm, phim nào mà kể lâu lâu thấy Liễu Như Yên vậy? Có khi Liễu Như Liễu như Yên đóng, yên có khi hả? Liễu Như Yên đóng vai người tốt, cái bắt đầu người ta mới nói hôm nay gì Liễu Như Yên được đóng vai người tốt kìa, giống vậy. Thấy thú vị. Hôm nay Liễu Như Yên không đóng phản diện nữa hả, giống vậy. Quần đảo cổ đại, cuộc săn lùng Mega vô địch. Liễu như Quần đảo cổ đại vừa được khám phá ở những khu rừng rậm rạp, những tàn tích rực rỡ, những hang động yên. đầy bí ẩn, và Cái những gì lời thì thầm của đá vậy? và những lời thì thầm của loài cá cổ đại về những bí mật được lãng quên. Cái gì Những vùng đất huyền thoại này có thể hé lộ những bí ẩn, phần ẩn hàm của vậy? kho báu nguy hiểm Đâu và những kỳ quan thời tiền sử đang chờ đợi đâu những nhân vật vậy? hay đủ can Trời đảm ơi. để khám phá. Cái bình hồng đó che lóc đó, Đâu Úc có gì mới nè? Chỗ gì? Hai cái gì nè? Hai nêu 12 nêu rớt 39 viết mới. Mega mười hai đâu cái cần câu mới. rồi? Chỗ 500 lên 750 kìa. Không nổi nữa. Là gì nổi? Sao cày nổi? Để mình dịch cái này ra. Thì đó, nãy giờ kìa đó. Như vậy đó. Mấy cái game content mới nè. Chụp hình đó, dịch đó. Nội dung trò chơi, hai cứu vật mới, đảo cổ và lưu trữ cổ đại. 12 thanh mới. 12, 10 thanh có thể chế tạo, 2 thanh có thể mua, Lên thuyền, lên 39 thuyền đi con cá tiên sinh, mới, lên thuyền đi 8 tiên đột sinh, biến mới. lên thuyền đi tiên Thủ sinh, công. Sự kiện săn Megalodon. lên thuyền đi tìm nè. Sự kiện nhật thực. Sự kiện Metal Gear. Thổ Nhĩ Kỳ trì thuyền khảo cổ nữa. Được. Gì đó. Hai Phật tổ mới. Hai mồi mới. Năm Bồ Bê mới. Lên thuyền đi rồi đọc gì đọc, trong khi người ta lái ở đó rồi đọc gì đọc. Vậy? Đi. Giờ đi đâu vậy? Đi qua cái đảo mới Đảo mới hả? Có đảo mới hả? thấy Asen đi xe không? À, vậy là sẽ có cá mới. Tăng tốc chạy với 100 mã lực. Fan avatar mới. Một số tiêu đề mới. Này biết gì đâu, bình thường rồi ta. Quên cái mập kìa, từ xa thấy cái mập rồi kìa. Thèm tấn công thuyền mình nữa thấy không? Thuyền mình hiện máu thôi nè. Ui, người. Thôi xong. Từ từ từ, xếp bài xếp 300 bài, mình XP. hút lại, hút lại, Không. hút lại, hút lại, mình có hút lại. Để lên lên kiếm kiếm chỗ xếp ba. Nè, Đảo mới cái này. này là mình Ủa, có đu một dây cái lên đảo nè. rồi. Cái này là mình đu dây lên nè. Có coi rồi không? Trời 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 trời. Đâu, Hay đâu mà coi nhìn thôi là biết rồi. á. À, đây cái hồi mới đây. Để coi con nào
sẽ bàn. Ai sẽ bầm lên nè. Ở đó hả? Thử Mấy con này không? thử nếu nó trừ 3 35k 35 xu thì đúng. Đúng rồi nè, đúng rồi nè. Ok. Rồi ra đây câu tiếp, đi câu cá. Thôi thử đi. Ngoài này nè, Có con gì? ngoài này nè, ra đây Đi đâu đó vậy? ra ngoài biển. Trong câu hồi nãy. Ủa thì bà câu Ra đấy ra lên kia. tự ra tôi kiếm coi có mê gao. Nãy tôi chạy ngang khu kia tôi bị cái thiệt bị có thanh máu hiện thanh máu hơn. Đây nè, ở đây có chi ba tiếu. Không biết đọc đúng không? Trang bị Chắc chi chắn là chi sai rồi. Đâu rồi đấy? tôi đi ra ngoài kia, ra cái chỗ mà cái thằng bị hiện thanh máu mà. Đi vô, đi vô. Trả đây, trả đây. Super từ từ trang bị cái dung dịch cho cái nó bơi cho mẹ. Rồi. Nó chạy ra đây nè, nó cái thiền hiện thanh máu lên. Thế nào? Cái thiền mình á. Ừ, vậy là cái mập nó tấn công mình được rồi. Ở đâu mất tiêu rồi ta? Hay là cái mập nó Ê, còn hiện ở đảo đâu? kìa. Ê, có hiện cái lốc xoáy nữa kìa. Nè 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 nè, bom Gì vậy? bom Ôi. Ghê. Ừ, có bơm kìa. chết là bị trừ 2k. Ừ. Ủa chị chỉ có vậy thôi. Ôi trời ơi. Ôi, trời ơi, tết ghê vậy. Xíu nữa đi rồi. Người ơi. Mà quan trọng là làm sao có cái mập bay ra kìa. Hồi nãy đi. Ủa, hồi nãy mình thấy cái mập mà thấy không thấy hả? Không. Trời ơi. Ở sau cái đảo hồi nãy á. Đảo mới á. Đi quay lại đi. Đảo này đúng không? Kìa kìa kìa, kìa đang xá kìa. Thấy chưa? Đây Ờ, nó đó. Nãy mình thấy rồi. mà. Đây luôn nghe, nếu chết thôi nha. Tưởng thấy thấy chứ. Ờ, thử coi. Ui, có cái lốc xoáy gì kìa, ui. Ui. Thử thử thử. Ui, nó quýnh mình làm gì? Bật camera radar lên coi, switch Có radar. nè, nó đây nè, ngay đây luôn á. Rồi. Câu đi, câu đi. Ê, ngồi Trước yên này nè. câu chứ. Xong ngồi câu, ngồi vô, cứ bắt đầu vô đây câu này. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi thôi. Trời, đỏ lè luôn, bình thường màu trắng Ồ, thì nó đỏ lè. lè luôn Nè, lên con kìa. Giờ Mega. nó quýnh mình đâu. Giờ nó quýnh mình đâu. Lên Tưởng Mega quýnh nè. mình chứ. Lên Mega đằng lát lát ma nó lo lên Mega nè. Ở sau đảo á, ở sau cái đảo á, Sao đảo á, đảo mới đi á. thẳng cái đảo thường câu á, đi thẳng qua cái đảo đó xong đằng sau ấy. Sao cái đảo Asen á, Asen Aile á. Quýnh cái thuyền mình được hả? Cửa thôi. Người của mày lâu đời này hình như khó câu lắm ấy. Ui gì vậy? Chắp sấy kìa. Ừ. Đừng nhảy xuống là chết á. Nó cuốn tới tới hết máu rồi. Ừ. Như cái con Megalodon này đang là sự kiện như là phải câu cho bằng được, Ừ. mai mốt nó hết. Bự ra. Mày. Nên. Mày bơi vòng vòng nè. Mốt nó có cái em, có cái dòng em chanh size bự nữa, mà nó còn bự nữa, Có nè. có dòng em chanh bự á. Giao hát cái gì vậy? Gì hết nữa đi. Ủa cái gì ông làm cái gì? Aurora rồi trừ 85% là Mega nè. Rồi xong. Đó đó. Đó. Ủa. Mình câu được cái gì vậy trời?
ôi chị tấm lòng trăm kéo không nổi luôn á. rồi xong Trời đất dày, xong không nổi luôn, không nổi luôn á. nghe em hát một câu nổi hai câu nổi có hết nè. Nó chạy ghê lắm. Ôi có gì ta sao không nổi Lên chậm gì mà mình bị tụt chân vậy đó kìa. ôi chú 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 nói nè 80% à rồi xong giật 85, 85. trời ơi khó Chịu kìa lẻ, chịu lẻ lắm. ôi xong rồi không được rồi khó dữ vậy có ngàn câu được câu câu dễ không Chi rồi định á, chi định thì có thể câu dễ nhưng mà cái thanh màu trắng nó nhỏ, nhỏ lắm. ừ. Là gần bình thường. Ra khoa thả không được ngồi trên thuyền á Cam Thôi giờ mình trang giang mình cho mồi luôn. giờ luôn chứ sao vậy Cắn mồi vô. ừ. Kiếm cái dòng nào có resilient á, xài vô cho nó mấy thằng câu. Thôi câu mực kìa. Mực Ôi. luôn. Ôi Nghe là lòng, con này nó chạy ghê quá. khu của Megalodon mà có con mực nó mới ghê chứ. Ừ. Chắc con mực này nó ăn, chắc con Megalodon này ăn thịt mực này. Trời, 60% này thấy không? Dễ ẹt luôn mà lên 85% nó nhảy đi ghê. Ừ. 60% này dễ ẹt luôn nè. Nãy giờ chưa bị miss lần nào nè. Trời ơi, câu lên được con cá thường. Ừ. Con cá mythical nhỏ xíu. Rồi nè, nữa nè. 85 Đó nữa là rồi xong. Nói không? nè. Đang cố. Chậm gì à, nó lên chậm gì à. Thôi tụt à. Không thấy không tập trung không? Em xong rồi. Không được hả? Tụt nhanh quá mà lên không lên. Thôi nãy giờ luôn Chưa được nửa cây đâu, mới có gần 30%. rồi cố đi Có khi không phải nữa, nếu mà Megalodon nữa phải lớn. ừ. Có khi con nhỏ là sao Giờ đây có 10% nè, còn tụt xuống 10%. rồi Toàn không hay gì mà cái cũng được nữa giỏi lắm. rồi rồi khó vậy khó khó vậy thôi mày Chơi cần chỉ định luôn thử. Chỉ định ừ. nhỏ xíu hả kìa. Gì Thế lực quen kìa. ôi 80% quen 80% mà Con gì vậy ta, sao sao bả chọn với mình nhiều lắm thấy. Đúng rồi, không không thấy. Vậy là nó. không được Chứ nếu mà thấy thì chắc thì đó, đi giật ghê quá trời nếu mà ơi thấy nếu mà thấy thì là cá khó thần. quá thiệt á Lát vô có thấy mấy thằng khách giật 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 lên. ừ hết là giật được chắc rồi Không tới giây nó giật lên. ừ. Cần chỉ định á, cái cần chỉ định á, cái phạm vi nhỏ xíu thôi. Thôi không được, không được. Khi nào nắm được Cần chỉ định khó câu lắm. Được, nó ừ. giúp mình câu nhanh, nó chém một cái nhưng mà câu lâu lắm. Ừ. Phạm vi nhỏ dễ hụt lắm. Ráng câu lên kìa. Và có khi để con ma nó bắt lên cho mình thì có chứ. Cái câu thì có thể là thấy không khả quan rồi nè.
con ma nó bắt theo theo cái kiểu là nó bắt ngẫu nhiên tại tại chỗ. Ừ. Ui. Ui. Cái anh không cái gì? Ủa, gâu chứ. Gâu cái heo không ta? Ê cái gì vậy? Sao sao vô nhưng mà hình tôi không thấy đường. Cái heo. Chính cái heo. Ôi. Ồn quá. Sớm ồn ghê. Mực nữa nè. Mực kìa. Biển là nó không mực rồi. Đứt dây.